Việc kiểm soát tình yêu là như thế nào? Một trong những cái yếu tố tiên quyết đối với đàn ông bọn anh là cần người yêu chung thủy và thật thật lòng. Thì bọn em, mỗi cá nhân bọn em sẽ làm gì để người yêu em thấy là em chung thủy và thật lòng? Vậy hỏi hai anh, trong tình yêu hai anh có chung thủy không? Đúng. Chung thủy thì em nghĩ em sẽ chung thủy, nhưng mà em cần một lý do và cần một người để làm em chung thủy đến mức độ như thế nào? 100% tuyệt đối không bao giờ làm một cái điều gì sai trái với người yêu của mình, và thậm chí trong tư tưởng cũng không có cái sự ngoại tình. Xin phép hỏi ngược lại anh có không? anh sẽ nói thẳng, bởi vì đàn ông cho nên là anh nói thẳng cái về phía của anh nha. Anh là một người cực kỳ chung thủy trong tình yêu, đã không yêu thôi. Còn cái chuyện mà khi chưa có người yêu của mình á, thì mình có thể mình dòm ngó người này người kia, mình thả thính chỗ này chỗ nọ chút chút. Nhưng khi anh đã xác định rằng đây là người yêu của mình thì anh sẽ cực kỳ chung thủy. Đó là về phía riêng bản thân anh. Chứ còn anh biết rằng đàn ông đôi khi có những cái sự ích kỷ của mình, bắt buộc người phụ nữ của mình phải chung thủy với mình. Còn riêng bản thân mình đôi khi mình tự cho phép mình dễ dãi và phóng túng với những mối quan hệ khác. Xin lỗi các quý ông, ở đây Đại Nghĩa không nói tất cả mọi người, nhưng với những người bạn, những người mà Đại Nghĩa đã từng tiếp xúc, đã từng quen biết và từng nghe họ chia sẻ, thì rất nhiều người cho mình cái quyền như thế. Và thậm chí đôi khi Đại Nghĩa đã đặt một cái câu hỏi ngược lại: tại sao bạn bắt người yêu của bạn, vợ bạn chung thủy tuyệt đối với bạn như vậy, mà ngược lại bạn tự cho phép mình cái quyền không chung thủy? Thì nhiều khi người ta lại thì bởi vì một cái lý do cơ bản, một cái lý do ngàn đời là gì? Bởi vì tôi là đàn ông. Đúng. Xin cảm ơn anh Nghĩa đã thay mặt rất nhiều đàn ông của thế giới này để xây dựng thêm niềm tin với phụ nữ. Anh là một ví dụ rất là tuyệt vời. Anh không biết rằng có nhiều người như anh hay không, nhưng mà thực sự là anh không thích cái lý do đó. Thôi thì bây giờ các bạn cứ trả lời câu hỏi của bạn số 1 đi nào. Các bạn sẽ...